Tuy nhiên, thì bên con camera turbo, các bạn có thể điều chỉnh được cái bức xoay cho motor. Các bạn có thể điều chỉnh được 5 độ, 10 độ hoặc là 15 độ. Hello, xin chào các bạn đã đến với kênh của mình và mình là Thành. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ có một số sự so sánh về hai mẫu camera Pantheon Wi-Fi gia đình đến từ nhà Tebelin, Turbo C200 và MUI 2EP. Thì hai cái mẫu này nó có giá là tương đương với nhau và mình có để cái link mua hàng phía bên dưới có gì các bạn tham khảo nha. Cũng xin lưu ý là video này mình đang so sánh giữa hai cái model cụ thể là Turbo C200 và MUI 2EP. Còn các model khác thì có thể nó sẽ có sự khác biệt nên các bạn lưu ý nha. Thì camera IMU nó có hỗ trợ thêm cho các bạn một cái cổng cáp mạng. Vì vậy các bạn sẽ có thêm một cái phương án kết nối dự phòng trong trường hợp mà vị trí lắp đặt của các bạn có tín hiệu wifi kém. Về hồng ngoại thì con camera Turbo có hai led hồng ngoại, còn IMU thì một led. Lát nữa mình sẽ kiểm tra xem hồng ngoại ban đêm con nào sáng hơn nha. Về cái khả năng điều khiển Pantheon thì cái thời gian đáp ứng lệnh cũng như là cái tốc độ xoay của motor bên con IMU bên phải màn hình nó sẽ nhanh hơn so với con Turbo bên trái. Tuy nhiên thì bên con camera Turbo các bạn có thể điều chỉnh được cái bức xoay cho motor. Các bạn có thể điều chỉnh được 5 độ, 10 độ hoặc là 15 độ. Và một điểm nữa bên camera Turbo là các bạn cũng có thể lưu được những cái vị trí mà mình hay quan sát để các bạn có thể chọn xoay nhanh tới. Về cái tốc độ tua nhanh, chậm khi xem lại cũng có sự khác biệt. Bên camera Turbo C200 bên trái có thể tua nhanh và chậm 16 lần. Còn đối với mẫu camera IMU i2 EP bên phải thì chỉ hỗ trợ tua nhanh 8 lần và tua chậm 2 lần. Tiếp theo, một điểm đáng chú ý nữa là khi download video, ngoài cái cách mình ghi video thông thường thì camera Turbo C200 còn hỗ trợ download một đoạn video dài 10 phút mà các bạn không cần phải đợi ghi hình bằng tay theo cách thông thường. Tiếp theo về hình ảnh thì đây là hai đoạn video mình đã lưu về máy. Cả hai cùng có độ phân giải là 2 megapixel. Tuy nhiên thì camera Turbo C200 có số frame hình trên giây là 15, còn camera IMU i2 EP thì là 25 frame hình trên giây. Vì vậy, khi xem camera thì cái chuyển động bên camera IMU nó sẽ mượt hơn so với camera Turbo bên trái. Về màu sắc tổng thể thì hình ảnh camera IMU mình đánh giá là sáng hơn, còn camera Turbo thì màu hơi tối một chút. Và đây là hình ảnh của camera vào ban đêm. Tiếp theo là hình ảnh trong nhà. Về độ sắc nét của hình ảnh thì mình thấy không có sự khác biệt. Hồng ngoại ban đêm thì camera Turbo C200 nó sáng hơn so với camera IMU i2 EP.
Tiếp theo mình sẽ test cái khả năng chống ngược sáng. Khả năng chống ngược sáng của camera IMU i2EP bên dưới là tốt hơn so với camera Turbo C200 bên trên. Về mic ghi âm thì mình đánh giá camera IMU i2EP nó thu mạnh hơn so với camera Turbo C200. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alo, alo. Hello. Xin chào các bạn đã đến với kênh của mình. Và mình là Thành. Thì mình rất là vui và cảm ơn các bạn đã theo dõi cũng như ủng hộ kênh của mình là kênh channel. Và trong lần hôm nay mình sẽ test mic ghi âm của camera. Và hôm nay là thứ hai, ngày 4 tháng 3 năm 2024. Và bây giờ là 14:26. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alo, alo. Hello. Xin chào các bạn đã đến với kênh của mình. Và mình là Thành. Thì mình rất là vui và cảm ơn các bạn đã theo dõi cũng như ủng hộ kênh của mình là kênh channel. Và trong video hôm nay mình sẽ test mic âm của camera. Và hôm nay là thứ hai, ngày 4 tháng 3 năm 2024. Và bây giờ là 14:26. Về hàng báo động thì mình đánh giá độ chính xác của hai dòng này là tương đương với nhau. Độ chính xác nằm trong khoảng từ 80 đến 90%. Khi báo động thì âm báo động của camera Turbo C200 nó sẽ phát ra theo hai hồi ngắn, còn camera IMU i2EP thì nó sẽ phát ra một âm dài liên tục trong khoảng 30 giây. Và đó là một vài so sánh của mình về hai cái mẫu camera Pantil gia đình này. Hy vọng là những cái thông tin này có ích cho các bạn. Hãy để lại thắc mắc của mình bên dưới phần bình luận nha. Và đừng quên, mình có để cái link mua hàng ở trên dưới, có gì các bạn tham khảo nha. Cảm ơn các bạn.